cường Cộng hòa, kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, trả lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, kêu cả lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về cũ theo sự hướng dẫn của chính phủ. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn. Mà Sài Gòn chợ lớn gia đình, và chúng tôi xin công bố là thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn được giải phóng lúc 12 giờ ngày hôm nay 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi xin đồng bào hãy bình thản và bình tĩnh tiếp tục cuộc sống bình thường. Quân đội cách mạng đã làm chủ hoàn toàn thành phố, và hiện tại chúng tôi người đại diện cho lượng hàng ở đông và tấn quyền về sinh thanh sinh thu chúng tôi. Nhưng trong này tôi cũng là một tấm lòng tất cả anh em thanh niên sinh viên Sài Gòn và toàn quốc đã biết. Chúng tôi xin giới thiệu anh Sơn có thể nói vài lời và cũng là hát cho quý vị nghe một bài ngắn. Tôi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là cái ngày mà mơ ước của tất cả chúng ta, đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này, cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất. Thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó. Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam này riêng và hợp tác trẻ với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã đi, chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người Việt Nam, đất nước này đất nước Việt Nam, chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đấy vì cái thái độ hòa giải tốt đẹp. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để phải ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước suốt mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn thân hữu cũng như những người chưa quen với tôi xin ở lại và chúng ta kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Cách mạng lâm thời để góp tiếng nói xây dựng miền Nam Việt Nam này. Gặp tất cả các anh em ở trong Ủy ban Cách mạng lâm thời. Hiện tại chúng tôi đang ở tại Đài Phát Thanh Sài Gòn và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đấy góp tiếng nói lên tiếng để tất cả mọi người để yên tâm. Và tôi xin tất cả các anh em sinh viên học sinh của miền Nam Việt Nam này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau, khóm phường đều kết hợp chặt chẽ chuẩn bị để đón chờ Ủy ban Cách mạng lâm thời đến. Xin chấm dứt. Tôi xin hát một bài. Hiện tại ở trên đài thì không có đàn guitar. Tôi xin hát lại cái bài mà nối vòng tay lớn. Hôm nay thật sự cái vòng tay lớn đã được nối kết. Dừng núi vang tay nối lại biên xa, ta đi vòng từ đơn mai để nối tôn hà. Mà đất Ba La anh em ta về gặp nhau mừng như ba cá trôi cuồng đời đồng. Biển bay ta nắm nuôi liền một vòng Việt Nam. Từ nỗi gió đến vui nỗi ngày, lòng máu nuôi con tim đồng loài. Tình người trong ngày mới được nối lối cơn hoa vơi vời, người kết nối thân thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoa vô lối đến đông đồi. Vừa ngã vừa leo tay ta vừa đèo Từng nhớ bia đất mơ lớn nắm tay nối liền, biển xanh sông Bắc nối liền một vòng Việt Nam. Biển xanh sông Bắc nối liền một vòng Việt Nam.